chị cứ đi đi, chị cứ thoải mái lên. Cứ chụp nhiều vào thôi mà. Chị muốn làm gì thì làm thôi. Đấy, chị... Đấy. Ôi dồi ôi, đẹp đấy. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt ở số 43 Nguyên Hồng. Và đây chính là cái câu lạc bộ Lăng Khiếu Âu Cơ. Hôm nay mình sẽ có một cái chuyến hành trình cùng với đội bóng đá Tem 3 của Hà Nội đi giao lưu bóng đá với đội bóng đá của Quảng Ninh. Chuyến hành trình sẽ được xuất phát từ 43 Nguyên Hồng. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng theo chân mình khám phá Quảng Ninh và theo chân mình để khám phá cái cuộc giao lưu bóng đá của Tem 3 Hà Nội các bạn nhá. Rồi bây giờ đội Tem 3 bắt đầu lên xe, chúng ta sẽ có một chuyến hành trình đến Quảng Ninh. Đà Nẵng là Đà Nẵng thì cứ phải đá cho một trận nào. Không nào, không bài. Cái ghế này nó có xoay lại được không nhà em nhỉ? Quay vào mắt ông. Về có thể đâu mà nó không ngồi. Nó đâu ngồi. Thế nhận cơm trưa. Xong rồi nhận khách sạn xong rồi ăn xong rồi về nhận phòng rồi 4 giờ bóng lăn thì anh em mình ra sân. Cho nhận phòng rồi quay ra mình đi ăn đi. Đâu? Ăn xong rồi nhận. Xong rồi đến anh em đã bóng xong thì cái bữa tối ngày nay là công định với cả anh em Quảng Ninh trân trọng kính mời đoàn mình thì ăn nhậu chơi cả ăn nào uống nào thì thoải mái. Xong rồi sáng ngày hôm sau ấy thì ví dụ mà mấy chị em ai có thích đi chợ búa thì ở dưới có cái xe của người nào đấy, xong rồi có thích đi chợ Hòn Gai kia thì một là thắng đưa đi, hai là sẽ lấy xe ở dưới. Thì mọi người ai đi chợ thì đi, xong rồi đến khoảng 10 giờ mai thì mình xuất kích về Hà Nội. Về thì trưa ngày mai ăn cơm Minh Phích, ai ăn thì ăn, ai về thì về nhá. Cái lịch trình của anh em mình thế thôi. Các bạn thân mến, hiện tại thì đội Tem 3 đã đến Quảng Ninh rồi và hiện tại chúng mình đang có mặt ở nhà hàng Hồng Hạnh 6. Bây giờ chúng tôi sẽ di chuyển vào trong nhà hàng Hồng Hạnh 6 để ăn trưa. Bây giờ là các cầu thủ đang xuống xe. Xin mời các bạn cùng di chuyển mình nhá. Nó còn bé đi gọi là thuốc rồi. Bóp nó kêu đấy. Em là con thích thì con nào nó có dâu không? Nó dâu là con thích rồi. Dâu thì anh ăn cái này ngao hoa ốc này, ốc này ốc này ốc bảo anh lên giá này cuối cùng vẫn 12 giờ ơi. Sức khỏe anh em, ông này phòng chú gai luôn, mạnh giờ anh em đấy phòng chú gai luôn. Con bạn bạn này tên gì nhỉ? Xem bạn Huy Trang, em tên là Huy Trang. Em chào anh. Em tên là Lan ạ. Đồng đội. Thủy đâu mà em biết? Có Thủy Phượng. Tí nữa xuống sau. Có mẫu Thủy với Phượng đây ạ. Các ơi. Ok hết rồi. Có cả Phượng gốm à? Có Phượng gốm. Cảm ơn tối chương trình tạo giúp em để bơi qua anh em. Có vẫn có tắm đi. Hôm nay chỉ cho người gái xinh đi. Ơi em. Bạn nổi tiếng. Sau khi cơm lo rượu say thì đoàn chúng mình bắt đầu đến khách sạn để nhận phòng nghỉ. Nghỉ đến 4 giờ thì đoàn sẽ ra sân mọi người nhé. Bóng về đây đúng không?
Thôi cái 81, 82 đi. Ờ cái để phòng 82 này. Ờ là cho cho mày lên trước. Sau khi đã ăn trưa, bây giờ chúng mình sẽ đi lên nhận phòng của mình. Phòng của mình là phòng 801. Đây là cái phòng 801 mọi người nhá. Bên phía tay trái có một cái tủ để đồ. Đây có áo này, có một đôi áo này, có khăn này, tủ. Đây có một cái két sắt nhỏ nhỏ ở dưới này. Vào xem trong này có gì không nào. Ồ, một ngăn tủ. À, không có gì. Ok. Dép ra ngoài đường ngoài kia đây. Đây có tông này. Đây có hai đôi tông để đi có thể đi ra biển. Ở bên phía tay phải thì có một cái bàn gương, một cái bàn trang điểm. Để có thể để có chị em có thể trang điểm. Trong này có gì không? Không có gì. Okay. Đây là một cái ghế. Một cái bàn. Có thể ngồi thư giãn xem vô tuyến. Thêm một cái giường đôi. Ô. À. Đây có một chiếc điện thoại bàn này. Và có một cuốn sổ tay để mọi người có thể ghi lại cái gì, những cái gì mà cần thiết. Có một cái đèn để đọc sách này. Đó. Đây có một cái bóng đèn ngủ nữa này. Và đây có một cái quyển sổ để đề những cái nội quy của khách sạn. Đây có một cái tủ, các bạn có thể để đồ linh tinh. Ở đây có một cái tủ lạnh nhỏ. Và trong này có hai chai nước lọc. Đây có hai chai nước lọc free. Ở đây là bảng giá mọi người, bảng giá của khách sạn này. Hạ Long Lưu Century. Nước, ồ không phải miễn phí mọi người ạ, 15.000 một chai. Bim bim, mì cốc, bia. Bim bim, mì cốc, bia. Ở đây hầu như là mình không thấy có bim bim, mì cốc, bia gì hết nha. Đây. Ở đây có cà phê, có trà. Và có hai cái ly để uống nước. Và một cái, có một cái bình siêu tốc để các bạn có thể đun nước, pha cà phê, pha trà đây. Và có một cái thùng rác ở đây. Và có một cái gương nữa. Để các bạn có thể lên đồ và tắm lại trước khi đi ra ngoài. Và đây là mình. Tiến thẳng từ cửa vào, nó là một cái khu nhà vệ sinh. Công tắc điện ở đây.
Đây vẫn có cái khăn lau chân ở đây. Đây có cái khăn lau chân. Và vào trong nhà vệ sinh thì chúng ta sẽ có một cái máy sấy tóc. Nhìn cũng rất là xịn. Đây là máy sấy tóc của khách sạn này. Nhìn cũng rất là xịn sò. Ở đây có hai cái khăn rửa mặt này. Đây có một bánh xà phòng này. Một dao cạo râu này. Một cái khăn để chùm đầu cho nó khi mà tắm nó đỡ bị ướt tóc ấy. Ở ngoài tai. Và có hai cái gói kem đánh răng và bàn chải đánh răng ở đây. Có một cái lược để chải đầu, có hai cái cốc. Có hai cái cốc để các bạn có thể dùng để đánh răng. Và có hai chai nước. Không biết có free không này. Đây. Ở đây là view của nhà tắm này. Đó, ở đây có một cái toilet này. Toilet thì bên tay phải này có một gói giấy này, bên trái một bình này. Có một cái thùng rác và cái vòi xịt. Trông cũng rất là sạch sẽ và có hai cái khăn tắm ở đây. Đấy, có hai cái khăn lau và hai cái khăn tắm ở trên này. Nhìn rất là sạch mọi người ạ. Và tiến thẳng vào trong này là một cái bồn tắm đứng. Đó, có vòi hoa sen ở đây. Đây thì có dầu gội và sữa tắm. Nhìn thấy rất là sạch sẽ mọi người ạ. Rất là sạch sẽ, xịn sò. Ok, và view. Và view của khách sạn này mọi người thấy đẹp không? Bên cạnh này là một tòa nhà. Đó. Rất là cao. Và khu bên kia là khu chung cư mọi người ạ. Đây. Và chúng ta có thể nhìn ra biển ở xa xa cái là biển đấy mọi người. Đây. Đó. Lát nữa mình sẽ xuống review biển cho mọi người xem nhá. Còn bây giờ chúng mình sẽ đi nghỉ trưa một lát. Chiều khoảng 4 giờ thì đội Tempa sẽ ra sân để đá giao lưu cùng với cả đội Hạ Long nhé mọi người. Các bạn thân mến, hiện tại thì đội Tempa đã có mặt ở sân khởi động và chuẩn bị đá giao hữu với đội FC Quảng Linh. Ở phía bên tay trái các bạn, đây là đội Quảng Linh cũng đang khởi động các bạn nhé. Hay quá bạn ơi. Ôi trời ơi.
anh kìa. Đúng kìa. Đứng lôi sang Lâm ơi. Sang trái. Lâm ơi sang phải. Lâm. Lâm. Sang phải. Sang phải bắt công chân. Đứng đây. Rồi. Rồi. Hết quyền hai người. Ok. Này nước này Lâm mày. Hai quả linh tinh. Rồi sao hai rồi hai rồi. Quá hay. Đây. Lên mấy bước chung ơi. Được. Tốt, đúng rồi Tôm. Được, đập luôn. Anh ơi xuống rồi. Được, ăn luôn đi. Chuyền cho Nguyễn này sút đi. Ông đau ông đéo là bao năm rồi. Ăn ra ngoài. Ôi. Đây. Lên lớp đi con. Về một tư mẹ rồi. Để hút tư nữa. Đá chân cắt thì thế thôi. Này, này. Trời ơi. Hết rồi. Hai đội bắt tay. Cho em xin gửi này. Cái này là gọi cá sông biển. À, cá sông biển. Cái này là cán ngoài của Yên. Cái này là sái sùng sào. Sá sùng sào. Tự nhiên có người đẹp ở đây em phải quay chứ. Toàn người đẹp em không quay thì phí quá. Quay cả nhà mình ơi. Đồng khởi đồng thanh mặt anh em đi ra. Có một buổi giao lưu rất là vui vẻ. Cả nhà mình đang ly, cảm ơn nhà mình nhé. 1 2 3 rồi nhá. Là tôm tự nhiên chứ không phải là tôm cua, rất là ngon, nhìn nó đỏ hỏi như thế này cứ các bạn đem chắc đấy làm gì có cơm ăn để ngắm để lại. Hôm nay là có một cái cuộc rất là trùng vào sinh nhật của anh Sơn. Anh Sơn được lép anh là lố thì Sơn Sòm, Sơn Sòm, Sơn Sòm con rồi, con mất tích rồi, đi ba rồi, mất tích rồi, bạn già tôi đây rồi, công ty, đây anh em đây là mình cho dây lát của anh công ty. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhà mình cùng đứng lên. Anh em ơi đứng lên cho tôi nhờ thì cả cái tay đâu. Cả nhà mình ơi, tay đâu tay đâu. Vâng vâng, à, hôm nay là sinh nhật của người tháng 3, đặc biệt là hôm nay chính chữ là của anh này. Vâng, chính chữ là của anh Sơn. À, cả nhà mình là cùng chúc sinh nhật tháng 3. Tất cả hô hô hô, 1 2 3 chúc mừng sinh nhật cả ba bạn. Liên khóa 88 91. Chào buổi sáng tất cả mọi người. Bây giờ chúng mình sẽ đi ăn sáng ở nhà hàng Trang Hoa Viên này các mọi người nhá. Mời mọi người cùng vào thưởng thức đồ ăn sáng đây với mình, xem ở đây có gì đặc biệt. Ừ.
Anh ngồi đi. Chạy ngồi đi. Mấy chị em mình ngồi đi. Hai chị đẹp ăn gì? Ở đây có mỗi cá. Cá là không có sự lựa chọn nào khác. Nhưng mà tối nay nó khỏi để đến mà là ăn bún là hợp lý mà chị. Ăn miền có bệnh à. Đi đâu mà bé hỏi. Đây là một suất bún của mình nè mọi người. Bún hải sản. Đấy, người ta sẽ cho vào một cái khay nguyên như thế này. Có cả nước chấm này, có rau sống này. Đây là nước gạo rang. Đây bát bún của mình. Mời cả nhà nha. Ôi cái vườn rau, vườn hoa cải đã đẹp chưa? Ui hoa hồng nhờ dày nhờ. Đẹp cái hoa hồng mới cổ. Trời ơi, đây có một cái hoa hồng rất là đẹp mọi người ơi. Bông hoa nó rất là nhiều cánh. Cái gốc hồng này, gốc hồng cổ đấy đúng không? Mà hồng leo ấy chứ. Thấy nó leo tận đây trên này. Cánh nó rất là dày. Nhiều cánh ấy. Thơm lắm. Thơm lắm. Ủa, thơm lắm. Nhìn thích nhở? Nhưng mà cái hồng này không nhiều hoa đâu nhá. Ừ, nó ra lác đác. Cái hồng này không bao giờ nhiều hoa. Trồng cả chanh nhỉ. Trồng cả cây chanh nhỉ. Mấy chú bướm này. Bướm được thích nhỉ. Cái không khí trong lành dễ chịu. Đẹp đấy. Đào bướm là ong thi nhau đến vườn hoa này. Đây có một em tóc tiên nữa này. Đây chỉ có không khí trong lành như này thì đi đến thôi đúng không? Vâng. Hai chị em đi dạo mắt vòng. Đây này. Quả. Su hào, su hào. Su hào Billy. Kinh nha. Em chó. Đấy cái đào nữa này. Cái đào này nó ra hoa. Đẹp nhở. Đào lồng. Đấy. Đào nó rồng ra không tốt lá. Ôi có quả rồi. Ôi nhiều quả phết đấy nhá. Vâng. Nhờ. Vừa chơi đào vừa được ăn quả. Nhà cái nhà này người ta có cả cây la kìa. Ôi cây này là cây gì nhỉ? Không biết cây gì đang ở. Cái gì? Không phải. Cái gì luôn. Nhà nó giống như là nhà đang trồng hoa đấy. Đây mít này. Ui. Có quả ở gốc mít này. Cái mít nhỏ xíu nhá. Cái nhỏ xíu ở đây là có mấy nhiều quả lắm nhá. Đây. Nhưng quả kia nó đang dễ bị hỏng lắm kìa. Mít Thái. Mít Thái nó ra quả mùa này. Cái nhỏ mà nhiều quả. Chính ra người ta phải bỏ bớt cái quả nhỏ nhỏ kia để cho cái quả lớn kia nó. Đây là cũng rụng dưới đất đây này. Đúng rồi. Cũng hỏng rụng dưới đất này. Ngoài ngoài thì xấu hết. Cô đang bay. Bên kia là một dãy chung cư. Biển ở phía đằng kia nhỉ? Cái kia. Ở phía đằng kia. Đây là khu biệt thự liền kề.
đây này, vẫn còn những cái nhà còn chưa xây xong. Đây mảnh đất trống. Cây này là cái gì đây này? Chắc lại cũng gỗ xưa đúng không? Ở xung quanh đây đa số là trống xưa. Đây cũng xưa trắng luôn. Đây là khách sạn Hạ Long Lưu Century Hotel. Ô, ở đây có hai người đẹp mọi người ơi. Ở đây bắt gặp hai người đẹp. Đứng bởi vì là chị ý thích hoa. Thích như nào chiều luôn như thế. Dạ, người đẹp thế. Hai chị phải trừ chụp cùng nhau nữa chứ, đưa em chụp cho. Ờ, hay nhở. Mực thì không thích ăn, hoa giấy thì không thích chụp. Bây giờ đi ra đây nhá. À, thuộc giữa đường. À, chụp giữa đường đi. Chờ chị tạo dáng. Ở đấy. Chị cứ đi. Chị cứ thoải mái lên. Cứ chụp nhiều vào thôi. Chị muốn làm thôi. Chị cháu làm gì chị làm thôi. Đấy. Chị... Đấy. Ôi dồi ôi, đẹp đấy. Ok. Chạy. Cái váy xanh nó rất là nổi nhá. Đẹp. Đấy, như kiểu đẹp siêu. Nó phải như thế. Chụp cho chị với. Bà cứ đi thoải mái xong chụp cái nào đẹp là bà lấy. Đúng rồi. Chụp liên tục là nhiều chị. Ơ, sao lại mình chưa thôi mình để ảnh động rồi. Cầm cái tay, nếu mà bộ không mấy được cầm cái tay một đi đường thì như này này, làm con kia đấy thôi, rất là nhẹ nhàng. Trời ơi, chị đó Thủy thế? Chuyên nghiệp thế nhỉ? Đi rất mềm người. Kiểu người mẫu. Chuyên chị nghiệp ấy. Chị có chị đi người mẫu chuyên mềm người chị đi tự nhiên đấy. Đấy, chị cứ thả lỏng đi. Chị cứ nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây gì đấy. Chị cứ thả lỏng thoải mái. Quay mất cả chân. Kia hai chị không đi cùng nhau à? Để cho tập đi. Đưa em.